Vâng, lại một buổi sáng rất là tấp nập, bên em đi về Quảng Ninh và Hải Phòng lắp đặt cho các bác và anh em rất là nhiều các bộ combo karaoke gia đình giá rẻ hiện nay để chúng ta có thể mua sắm từ giờ đến Tết, để chúng ta có thể chơi Tết rất là hợp lý và giá bây giờ đang rất là tốt. Thì các bác có thể thấy những đôi loa WeWood G2000, những đôi loa WeWood G2000, những đôi loa WeWood G4000 rất là nhiều, rất là nhiều. Nói chung là mỗi một lần đi là bên em kết hợp tầm 4-5 bác thì để cái cước chi phí được tiết kiệm và đi một vệt trên một cung đường thì rất là tiện cho các bác. Đó thì đây là buổi sáng ngày hôm nay. Đây, buổi sáng ngày hôm nay là đây mấy bộ đây ạ. Các bác thấy không ạ? Rất là nhiều luôn để các bác và anh em chơi trong ngày hôm nay. Đây là ngày 19 hay sao ạ? 19 buổi sáng trời thu se se lạnh rất là hay, rất là đẹp. Đó, thì các bác và anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ cho bên em trên những cung đường tầm 150 km đổ về là bên em có thể có dịch vụ lắp đặt tại nhà. Đó, các bác nào ở xa thì bên em có thể ship bưu điện hoặc là ship xe khách, xe tải, đủ phương tiện để các bác và anh em nhận trong ngày. Đấy, thì bên em cũng sẽ có video quay cận cảnh lắp đặt tại nhà tất cả các bác khách để các bác có thể xem, theo dõi và chiêm ngưỡng và có thể theo dõi JK Audio trên suốt hành trình lắp đặt cũng như phát triển. Rất là cảm ơn tình cảm của các bác và anh em đã dành cho JK Audio. Bác chờ tầm vài tiếng đồng hồ bên em sẽ đến Quảng Ninh rồi Hải Phòng rồi Hải Dương, Hưng Yên lắp đặt.